Xin chào các bạn, giới thiệu với các bạn mẫu lam châm dẻo. Lam châm dẻo có độ dày là 5mm và bản rộng là 2cm, chiều dài là 1m. Với cái chiều dày rất là dày này thì cái lực từ của lam châm dẻo này nó hút rất khá là mạnh. Đây các bạn cùng xem, đây là mình đang cho hút lên trên một cái tấm tôn, thì cái lực hút này ở cái phần cạnh này của nó là nó hút rất là mạnh. Đây thì mình không giải ra thì mình không thử được về hai cái bề mặt này. Cái này thì nó sẽ hút về tất cả về các mặt này của lam châm. Lam châm là kích thước là dài 1m. Dạng dẻo các bạn có thể là kéo ra, có thể là cắt. Cắt hoặc là uốn tùy ý của các bạn sử dụng. Thì các bạn có nhu cầu thì có thể là liên hệ với bên mình để đặt hàng, hoặc là cần hỗ trợ để tư vấn thì các bạn liên hệ số hotline là 0912 336483. Giá cả bên mình đảm bảo là cạnh tranh với thị trường toàn quốc. Các bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ. Xin cảm ơn ạ.